Làm một clip về câu cá rất là thú vị cho các bạn xem. Về một cái chị phụ nữ, chị này chỉ câu cá mà được các anh các chú câu cá ở đây phong làm cao thủ. Chị câu cá trê rất là giỏi. Và mình quay trực tiếp để các bạn xem. Hay quá, vô cờ dính rồi. Cẩn trọng quá nha. Cà rô, trời ơi, làm hết hộp. Ê, kìa. Nhẹ nhẹ thôi, từ từ thôi. Từ từ, hay quá. Liền hả? Hay không? Thua thùng. Mày cái nó ăn nó lôi vậy đó, nó đi từ từ, lúc. Rồi, hết sảy. Hay quá Út. Vô.